sao chị lên xe thì nó vậy quá. Tưởng chưa quay. Người ta đã quay nãy giờ rồi chị, chị biết chuyện này chuyện quốc tế không? Là ta sẽ không có kịch bản đâu chịu. Mà chị luôn. Ừ, mình phải tự làm sao. Thiệt rồi. Giờ mình kêu hai hai lượt menu. Hai lượt nước bồ menu. Ủa, Buka đang đâu mà kẹt xe hả? Khỏi tới luôn đi. Khỏi tới luôn đi. Tụi tao ăn xong rồi tao về rồi, chúng ta tính tiền thôi. Rủ người ta mà không nhớ là địa chỉ được á. Cưa không kêu gái đến chương trình này. Cưa không kêu gái đến chương trình này. Trời ơi, có gì vậy? Chỉ có tha thứ cho sự tới trễ này chưa, để gỡ khẩu trang ra ăn cho đàng hoàng. Không á. Ủa? Bây giờ muốn tha thứ phải hết cái menu. Đúng rồi. Không kịp tha trang này bỏ đi. Lịch sử. Ba anh không để em vậy chưa? Em là được, em đã được bên biên tập cho biết là không bên đây sai. Rồi em làm vậy cái người khán giả xem, khán giả nói chọn nghệ sĩ ngu dễ sợ. Chọn nghệ sĩ ngu dễ sợ. Cái thao này mà lắc vô số 6 là tiểu đường nha. Là tiểu đường nha. Là bỏ cái ly vô. Là bỏ cái ly vô luôn á. Không sao. Trời ơi, tôi đang suy nghĩ anh tưởng uống cái này chứ. Bây giờ chỉ có hai trường hợp thôi. Đường nhiều quá thì tiểu đường. Và chanh nhiều quá là tụ huyết áp. Không cái nào cũng dính hết á. Lát xin BB biết được. Số 6. Huyết áp và 46 mùa hút nước. Rồi quý vị, hai đứa mình cùng qua. Trời ơi, nhiều đường quá mọi người. Ở đây người ta ba trái nè. Mấy chanh mà được khoảng 10 hạt đường như vậy là đủ rồi. Nhiều lắm đó. Chứ múc lại được không? Rồi cho BB nha, khỏi lắc luôn. Trời ơi, chỉ vô tôi múc đường nè. Sáu lần nha. Sáu lần đúng không? Ôi, từ từ để tôi đo chưa? Dạ thưa mọi người, nó còn phải cách một khúc mới có thể được. Sáu muỗng nha, múc cho đúng sáu muỗng nha. Nhưng mình phải lắc lắc nha. Ê, không có lắc luôn. Để cho uống tiểu đường chứ. Để cho uống tiểu đường chứ. Để cho uống tiểu đường chứ. Trời ơi. Vô. Một. Đó. Thấy chưa? Nhiều. Đó. Trời ơi. Cái này là con nửa trái à. Cái này là đá đường hả? Nhưng mà đá chanh. Cái này là nước chanh đó chứ. Cái này thì làm sao mà nặng nước không? À, làm chanh đường, làm chanh đường. Thêm lon soda nữa. Hi, xin chào các bạn. Các bạn hãy nhớ đón xem series Ủa Buka đâu rồi vào lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Buka Official nha. Và các bạn muốn khách mời tiếp theo là ai thì hãy comment ở bên dưới. Các bạn muốn đi ăn cùng với Buka thì cũng hãy comment ở bên dưới. Hãy nhớ like và subscribe kênh của Buka nha. Cảm ơn.